Chào mừng quý bà con của các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý bà con của các bạn một cái buổi trải nghiệm thực tế đi xuống trại. Một gia đình nuôi gần 100 con lợn thịt đang độ tuổi sắp xuất chuồng. Tuy nhiên với thời tiết rét dưới 15 độ và trong đàn đã có biểu hiện là một số con đã bị viêm phổi nặng cũng như là một số con đã bỏ ăn. Thế như vậy cái hướng xử lý và cái cách khắc phục như thế nào? Sau đây mời quý bà con cùng các bạn hãy theo dõi video sau. Bán được rồi nữa. To chưa bán được. Đấy. Những con này bán được rồi. Này thỏ dốc này. Vì nó ho quá này thì này hết luật rồi. Thở giật hết luật rồi. Vừa rồi quý bà con và các bạn đã theo dõi video trên. Ở đây chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy có những cái vấn đề cần phải khắc phục như sau. Vấn đề số 1 đó là phải vệ sinh cái chuồng trại chưa được tốt, cái này cần được khắc phục. Vấn đề số 2 là với cái thời tiết trời dưới 15 độ như thế này thì cái việc che chắn chuồng trại để chống rét cho con lợn cũng rất là quan trọng. Nhưng ở chuồng nuôi đây là không được che chắn. Đây cũng là một yếu tố bị nhiễm lạnh thông qua gió mùa đông bắc. Và một yếu tố thứ ba là vô cùng quan trọng. Vì thời tiết dưới 15 độ thì cái bồn nước của chúng ta cho con lợn ta uống cũng bị rất là lạnh, cũng dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp cho con lợn chúng ta. Với ba cái yếu tố bất lợi cho sức khỏe con lợn như vậy dẫn đến hiện tượng là lợn đang bắt đầu bị viêm phổi. Mà như quý bà con và các bạn đã biết, ngoài yếu tố môi trường, nhiệt độ cũng như là yếu tố chăm sóc mà không đảm bảo thì cái bệnh viêm phổi rất dễ phát sinh cho những cái bệnh rất dễ phát sinh trong những điều kiện bây giờ. Và tôi đã hướng dẫn giúp cho gia đình cái cách là sẽ che chắn lại cái chuồng trại và kết hợp tăng cường cái vệ sinh, kết hợp phun thuốc khử trùng bột để làm cho chuồng khô ráo nhanh hơn. Và khắc phục tiếp theo, tách toàn bộ những con lợn đang bị ốm và đang bị viêm phổi nặng đến một cái ô chuồng khác để tiến hành điều trị. Còn lại trong tổng đàn tiến hành dùng cái thuốc kháng sinh để trộn. Đây là cái cách xử lý cho cái đàn lợn như trên. Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý bà con và các bạn có bất kể ý kiến tham gia đóng góp gì thì vui lòng bình luận ở phần dưới của video để tôi được biết và có thể giúp cho quý bà con cùng các bạn được tốt hơn. Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tiếp tục nhận được video mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.